Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Sức khỏe và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng gửi đến quý khán giả những thông tin về chủ động phòng chống bệnh cho người già trong thời điểm giao mùa hiện nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tức trong mục Điểm tin sức khỏe và đời sống. Thời tiết lạnh kết hợp trời nồm như những ngày vừa qua, cộng với việc thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống trong và sau những ngày Tết là nguyên nhân gia tăng nhiều bệnh lý liên quan đến tim mạch, rối loạn tiêu hóa. Những ngày trong và sau Tết, nguy cơ đột quỵ tăng lên, nhất là ở những người bị tăng huyết áp, mỡ máu cao, bệnh mạch vành. Việc ăn uống không kiểm soát khiến quá trình hấp thụ và chuyển hóa của hệ tiêu hóa trở nên quá tải. Từ đó, dạ dày dễ kích ứng, khó tiêu và hình thành nhiều bệnh lý tiêu hóa nguy hiểm. Đặc biệt, dịp trong và sau Tết, tỷ lệ bệnh nhân phải nhập viện vì viêm tụy cấp tăng lên rất nhiều. Người bệnh và gia đình không được chủ quan khi bị viêm tụy cấp, bất cứ lúc nào phát hiện thấy triệu chứng bất thường. Hiện nay, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, các biến thể mới liên tục được ghi nhận. Trong đó, biến thể XBB với khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh đã xuất hiện ở 70 quốc gia. Trước tình hình trên, Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong. Bộ Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Tại các cơ sở điều trị, tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao, khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa, thời tiết lạnh, nồm ẩm, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống và sức khỏe của người dân. Đặc biệt người cao tuổi, sức đề kháng suy giảm, dễ mắc các bệnh và tái phát bệnh. Vì vậy, cần chú ý đề phòng tránh những biến cố về sức khỏe. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời gian qua Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm nên nhiệt độ thấp kèm theo mưa, nồm ẩm, khiến nhiều người cao tuổi tái phát bệnh và phải nhập viện điều trị. Tại khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện, thành phố Thanh Hóa những ngày gần đây, số bệnh nhân đến khám và nhập viện điều trị tăng lên. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục bệnh nhân, trong đó bệnh nhân cao tuổi bị viêm phổi chiếm tỷ lệ nhiều hơn. Trước đến giờ thì tôi cũng không bị bệnh gì cả, nhưng mà nay chắc là do thời tiết lạnh thì tôi cảm thấy là tức ngực, khó thở và ho. Thì tôi đi khám thì bác sĩ bảo là tôi bị viêm phổi. Thế tôi điều trị thời gian nay đã đỡ rồi ạ. Bệnh viêm phổi là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở trẻ nhỏ, người già, người có bệnh nền. Nên trong thời tiết rét lạnh, nồm ẩm như hiện nay, rất cần thiết phải bảo vệ lá phổi và hệ hô hấp. Các bệnh nhân là người cao tuổi, vào viện đa số trong tình trạng nặng, có rối loạn nghiêm trọng, ảnh hưởng tới tính mạng như rối loạn ý thức, hô hấp, rối loạn điện dài, đường máu. Tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, số bệnh nhân nhập viện và điều trị do đột quỵ tăng lên đáng kể trong những ngày vừa qua. Bệnh nhân Hoàng Thị Thiện, 85 tuổi, đến từ huyện Nông Cống, nhập viện trong tình trạng tai biến nhồi máu não. Do phát hiện sớm và được cấp cứu kịp thời, sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo và các khớp tay dần cử động, cầm nắm được. Bà nhà tôi nay là 85 tuổi rồi. Tình trạng sức khỏe thì cũng không yếu lắm, nhưng mà gần đây là thời tiết thay đổi, trời rét lạnh nên là bà bị chứng may là cái miệng nói với cái tay nó cử động không được. Thì chúng tôi biết thông tin về bệnh viện đây thì đưa bà ra đây. Ở đây thì chữa trong vòng mấy 5-6 ngày nay là thế và chuyển biến rất là tốt thôi. Bệnh thường gặp của người cao tuổi thì nó có mấy nhóm bệnh thế này. Thứ nhất là nhóm bệnh về các bệnh về hô hấp, ví dụ viêm phế quản mãn, hen, COPD, bệnh phổi tắc nghẽn đấy, và các cái bệnh về viêm phổi kẽ, nấm phổi. Cái nhóm bệnh thứ hai đó là bệnh tim mạch, huyết áp. Và cái để lại một cái bệnh tim mạch, huyết áp mà chúng ta cần phải xem xét đó là cái tình trạng đột quỵ của người bệnh trong những trường hợp mà giao mùa như thế này. Cái nhóm bệnh thứ ba người cao tuổi hay mắc đó là các cái bệnh về xương khớp. Và cái nhóm bệnh thứ tư mà liên quan đến cái người cao tuổi cũng như cái mùa nồm ẩm này đó là những cái bệnh thuộc về nội tiết, dinh dưỡng.
Đau nhức xương khớp, vai gáy cũng là căn bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi, đặc biệt khi trời trở lạnh. Ở người cao tuổi, khả năng đáp ứng với sự thay đổi của môi trường thường kém và chậm hơn. Điều này làm cho những cơn đau nhức xương khớp trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Những cơn đau nhức thường gặp nhất là ở khớp vai gáy, đầu gối và bàn tay. Nếu không được quan tâm, cải thiện kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành các cơn đau đầu gối, đau thắt lưng và đau vai mãn tính. Để phòng tránh các bệnh thường gặp khi thời tiết giao mùa, người cao tuổi cần có chế độ sinh hoạt hợp lý, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột. Nếu không có việc cần thiết nên tránh đi ra ngoài trời lạnh. Về chế độ ăn uống, mùa lạnh có thể ăn nhiều hơn mùa hè do cơ thể phải tiêu tốn calo nhiều hơn để bù lại lượng nhiệt mất ra môi trường. Nên ăn thức ăn nấu chín kỹ, mềm, dễ tiêu hóa, số lượng ít nhưng chất lượng phải đảm bảo như súp, cháo, thịt, các món hầm. Cùng với đó, tập luyện thể dục đều đặn giúp cho cơ thể giữ được khối lượng cơ, cơ không bị teo nhão, giúp cho khí huyết lưu thông, tinh thần sảng khoái. Khi tập thể dục cũng phải chọn chỗ kín gió, ấm áp, thậm chí có thể tập ngay trong nhà khi thời tiết quá lạnh. Đặc biệt, nên tập luyện sao cho vừa sức và không nên cố tập khi thời tiết quá lạnh. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới và để lại những di chứng nặng nề cho người bệnh. Việc phát hiện sớm, điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe trong những ngày thời tiết giao mùa lạnh giá như thế này là chìa khóa vàng để có thể giúp cho người bệnh phòng tránh được căn bệnh đột quỵ. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với bác sĩ Trương Thị Liên, bác sĩ khoa nội của Bệnh viện Đa khoa Đức Thiện. Vâng, chào Lê Dung, chào các quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, càng về mùa lạnh thì số lượng bệnh nhân bị đột quỵ càng tăng lên nhiều, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Vậy thì xin bác sĩ có thể cho biết là nguyên nhân do đâu ạ? Vâng, đột quỵ não thì thường là tăng lên vào mùa đông, thường gặp ở những người cao tuổi khi thời tiết giá lạnh, đột ngột nhiệt độ giảm xuống nhiều, co mạch máu và làm cho huyết áp nó tăng lên. Đồng thời nữa là mạch máu phải tăng cường vận chuyển oxy để bù lại những các cái vùng bị tổn thương. Người già muốn thời tiết thay đổi nên là cơ thể là tăng cường sự miễn dịch để chống lại các bệnh tật, thì cũng đồng thời nữa là tạo những mảng bám lớn vào thành mạch, để là tạo thành mạch căng lên thì huyết áp cũng sẽ tăng cao lên, thì ảnh hưởng đến cái vấn đề đột quỵ não sẽ tăng lên. Thế thì bác sĩ có thể cho biết những cái biểu hiện sớm của bệnh đột quỵ được không ạ? Thứ nhất là về biểu hiện là cái mặt thì bị méo, mà một bên mặt bị sệ, và cười thì nó bị méo mó. Thứ hai nữa là về đột ngột là giảm vận động một nửa người, hoặc tay hoặc chân, có thể là đột ngột mất mắt bị mờ, mất thị lực. Thứ ba nữa đau đầu dữ dội, nôn, có thể là bệnh nhân không đứng dậy được. Và trường hợp nữa là có thể là biểu hiện một cái nói khó nói ngọng. Đối với người cao tuổi thì cần chủ động phòng tránh bệnh đột quỵ như thế nào ạ? Và nếu như không may mắc phải đột quỵ thì lúc đó người nhà của bệnh nhân cần xử trí và sơ cứu như thế nào? Trước hết là phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên và kiểm soát huyết áp và kiểm soát cân nặng và điều trị các cái bệnh nền. Thứ hai là tập thể dục thường xuyên và sống lạc quan, tin tưởng. Người thân mà nhìn thấy bệnh nhân bị đột quỵ thì có dấu hiệu đột quỵ thì chúng ta đỡ lấy bệnh nhân để không bị té ngã. Cái thứ hai nữa là nếu không may mà bệnh nhân bị đột quỵ thì chúng ta đỡ bệnh nhân nằm yên tại chỗ, không được dựng bệnh nhân dậy. Thứ hai nữa là gọi xe cấp cứu đưa đến những bệnh viện điều trị về cái bệnh đột quỵ này là có hiệu quả nhất. Nếu mà bệnh nhân có dấu hiệu hôn mê thì chúng ta kiểm tra xem là nhịp thở là nhanh chậm như thế nào, hoặc nếu mà bệnh nhân thực sự là có cái dấu hiệu ngừng thở thì chúng ta phải xử lý bằng hô hấp nhân tạo ngay để cung cấp kịp thời oxy cho não. Và trường hợp nữa là chúng ta không được tự ý dùng các loại thuốc, và không, ngay cả bấm huyệt châm cứu chúng ta cũng không được dùng, và không được tự ý cho bệnh nhân ăn uống lúc đang bị hôn mê như thế. Tiếp theo nữa là chúng ta không xử lý tự ý cho uống thuốc hạ huyết áp, chỉ trường hợp là trừ trường hợp là huyết áp là khoảng 200/120. Xin cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình hôm nay. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.